vượt hơn quá cái tốc độ luôn nha Nam, chạy tới 130 km/h luôn. Mà ba không có qua mặt đã được nha. À. Chứ cái đề mát này nó bị lỗi rồi nè. Rồi lại đặt đệm luôn. Chạy khoảng chừng mới có 40 mà lên tới. Đồng hồ lên tới 130. Múc kim rồi, múc kim luôn. nó sạc nó chụp ra, chụp nó vụ nè mấy ngày. Đảo rồi nè mày, cái máy cái thằng anh Thoa mà lóc chữ công này nó công nhận đi tới xe này chứ. Bô đẹp ha, điện 66. Xe này 19 năm nha nè. Nè máy lóc zin nè. Thằng lóc chữ công ha. 19 năm. Phá xe nè mình. Áo sống là cũng zin nhưng mà cũng có chạy ở đỉnh nha Nam ha. Kim đồng hồ rồi phép thấy nó thay nha Nam. Kiến rồi cũng thay rồi ha. Máy đang nổ đó. Cầm ký rồi cũng còn khá đẹp ha. Máy móc zin đầu nồi chưa mở. Đó. Ốc còn vàng nha mày, ốc vàng lắm nha Nam. Thấy không đó. 19 năm mấy năm chạy phơi lắm. Sáng ngày mà đi cà phê chạy vòng ha, bạc sơn còn nè, dính dành Gucci luôn ha, đậu bò nè, 19 năm anh em mua xài nè, xe này giá quá ok, được cái lốc chữ công ha, máy nổ, đã nè ha, 19 năm bao sơ cho anh em luôn. Máy thì thầm mùi sưng luôn nha anh em. Sáng cuối tuần bầu trời hơi đẹp đẹp nha nè. Cờ nhà người ta cuốn chứ, nhưng mà cờ nhà em là nó vẫn thấp hới quanh năm nha nè. Gách cây này thay cây khác vô. Em là người rất là yêu nước đó, thành ra cờ nó treo xuống. Dẫn rồi chứ. Cái cờ nó mỗi lần mà gỡ cái lá xuống cực lắm, thôi để đại lễ khổ treo. Máy đang ngủ anh em. Kim du được lốp chữ công ha. Có làm cả hai cây chìa khóa cho anh em luôn. Máy nổ. Thấy không? Rồi, ok anh em nào cần điện cho trường xăng nha anh em. Xe nó mới về tối á. Tối lúc lăn lê chim á anh em. Rồi xin cảm ơn.